Trước khi vào video này thì các bạn lưu ý rằng video này chỉ mang tính chất vui vẻ giải trí trong những giờ học tập và làm việc căng thẳng mà thôi, không có suy cho bất kỳ hành động xấu nào hết. Và đặc biệt hơn hết, đây chỉ là game, các bạn không được bắt chước theo nha. Còn bây giờ thì let's go. Đẹp trai, tài năng, lãnh đạo xuất chúng là những thứ Siro không có, nhưng Siro giàu. Hãy đón xem game thủ học đường tại kênh Hero Team được phát sóng hàng tuần nhé các bạn ơi. Alo, nghe ai? Moshi, lên rồi. Shimei hả? Alo Shimei, ủa gì vậy? Nghe đồn là anh đang làm shipper đúng không? What? Đúng rồi, trời, mới mở dịch vụ luôn. Ê, muốn đặt hàng ship thiệt hả? Trời ơi, em ủng hộ anh trai liền. Trời đất ơi, nghe bảo anh mở shipper, em ủng hộ anh liền đấy, được không? Trời hảo em gái, hảo em, được, đâu, muốn ship thì đọc anh nghe. Rồi bây giờ em đọc nha, bây giờ anh nhớ nha, cái này cũng ngắn lắm anh, nó cũng không nhiều đâu. Đấy, ok. Thì đầu tiên em mua bánh mì, xong thịt bò, thịt heo, thịt gà, thịt lợn, thịt dê và táo rồi sơ. Đợi xíu, đọc lại. Rồi bây giờ em đọc từ từ nha, trời đất ơi. Rồi đầu tiên là mua bánh mì với em nè, đó. Rồi thịt heo, ok. Thịt heo, rồi ok. Rồi thịt bò, ok. Thịt gà, ok. Thịt cừu. Rồi. Thịt thỏ. Đó. Rồi thêm táo. Đấy. Rồi táo. Rồi. Và bát. Đó. Rồi ok. Và gọi là bà xương. Đó, xương cho bé mua ăn á. Đấy, ok, em là chuẩn vậy thôi. Đó, ok. Ít quá ha. Trời ơi, ít mà tao viết nguyên cái trang giấy luôn. Trời ơi. Trời đó là sung sướng anh. Trời không là em sẽ đọc cho anh nguyên một là cái tờ lịch sử á. Thôi nói chung là em ủng hộ anh, em mua ít thôi á. Đó. Rồi, ok. Đi liền. Rồi cảm ơn quý khách nha, đi liền. Rồi quý khách chờ khoảng vài phút nha. Bánh bon đi chợ luôn. Khoảng chừng là 2 giây. Trước khi vào video này thì các bạn đừng quên đăng ký cho kênh Siro PNG nếu các bạn có hứng thú với những video vlog mango của Siro. Còn nếu các bạn không hứng thú với những video vlog mango thì các bạn phải đăng ký cho kênh HL Siro nếu các bạn hứng thú với Free Fire nha. Mưu sinh cả tôi các bạn ơi. Còn nếu các bạn không hứng thú với cả hai tựa game vlog mango và Free Fire thì đừng lo, chúng ta có kênh Siro Gaming. Đây sẽ là cái kênh mà tôi sẽ up những cái video cắt trên livestream Facebook cho những bạn nào không coi được trên Facebook, các bạn hãy coi trên YouTube nha. Còn chừng nào livestream lại thì tôi không biết. Và đặc biệt đó, thì các bạn đừng quên bấm like, share và subscribe cho kênh YouTube của Siro Official. Nhớ bấm vào cái chuông báo và chọn cái mục nhận tất cả thông báo để có thể nhận thông báo mỗi khi ra video mới nhất nha các bạn ơi. Khi Siro sớm lên được 3 triệu subscriber nha. Và cũng đừng quên theo dõi cái bộ phim Game Thủ Học Đường của Hero Team được phát sóng vào lúc mỗi thứ 7 hàng tuần để ủng hộ cho Hero Team của mình nha. Còn bây giờ thì vào video nào, let's go. La 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 la. Ok anh em ơi, hello, mình xin chào tất cả mọi người. Những người đã quay dừng xong video quay và tao với các bạn đã quay trở lại với channel của Siro Official. Vẫn là tôi, tình trạng sau đây. Ồ, chắc hồi sáng anh em thắc mắc là tại sao tôi lại có cái cuộc đối thoại đi với mẹo Jimmy đúng không anh em? Anh em nhìn đây, hôm nay tôi đã xin được gọi là trưởng làng Hero Team. Tức là cái ông mà gọi là đầu tư để mình có thể xây những ngôi làng này. Họ dán cho mình một bảng này đúng không? Shipper siêu cấp, ship hàng chuyên nghiệp, lịch sự, nhanh nhẹn, cẩn thận là tiêu chí của chúng tôi. Liên hệ 090 Siro Pro VIP. Nên là anh em nào mà muốn làm shipper, anh em phải liên hệ tôi nha. Mặc dù tôi ở biệt thự nhưng mà biệt thự chứ mình cần phải đi làm để kiếm tiền mà anh em. Mình già là mình phải cần làm tiền để giàu thêm mà đúng không? Bây giờ mình phải đi ship đồ cho Simi nè. Trời ơi, như đây đồ mà sáng nó chưa ít má ơi. Cái đầu xanh nhà nó. Ok, từ từ nha, Simi đâu ta lâu quá rồi chứ không giúp. Đây ta thấy ai quay quen ta. Ai? Ai? Ai em vậy? Ai 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 mày tính đi đâu? Qua đây Ruby. Qua đây, làm gì? Làm gì? Xem nhà, dạo này nhà này còn giòn nữa hay sao? Định đem đi bán cái lộn. Qua đây biểu coi, qua đây biểu coi giòn. Cái gì? Ê, anh đã dơ 2 ngày chưa cởi áo ra. Ôi, tính ra là cái bộ đồ shipper của mình đẹp vậy, nó kêu nó dơ anh em cái đậu xanh nhà nó. Ê, mà bây giờ để gì vậy? Mày mở mày làm gì? Đây là hàng tao ship cho khách, mày mở cái gì? Ôi, cầm hùng này đi đâu vậy? Ôi, có đồ ăn trong đây nè. Ê, hàng này hàng ship khách. Không, hàng này hàng ship khách. Đi à. Ê, không có đi theo anh. Đi về nhà đi. Kem ơi. Hello nè, anh nha. Yo, và đây là Grab của mình nha. Trời ơi, tại sao bao nhiêu lâu rồi anh không vô làng, anh không thăm tụi em, anh không biết tụi em nhớ anh lắm không? Em đã bao nhiêu đêm ngày, bao nhiêu ngày để em mất ăn, mất ngủ gì anh?
tào lao, mày tào lao mày. Gặp anh mà không chào, mày gặp anh thì mày 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 ủa sao bữa thế cai bảo là Gro có bạn gái? Anh ơi, để em nói anh nghe nè. Em nói anh nghe nè. Gro là trong thời gian anh đi là Gro rủ bạn nào mà tím tím á về làng nữa không? Không cho mọi người biết đó không đó. Rồi rồi rồi, hiểu luôn. Hàng ngày nữa cái mỏ à, cái mỏ tao giả cho cái mỏ nè. Mùi kể cho nó nghe, hôm bữa mùi mới nói với Vịt là thấy Gro dắt bạn nào tím tím vậy á. Đúng đúng rồi, mà coi hình như là nhà ngay cạnh nhà Gro luôn mà. Rồi cái nhà nào cái màu tím tím cái gì trời ơi, cái gì mọi người, gì bạn gái tính ra là ơi, tính ra là có cho tiền em cũng không có quen đâu. Đây để giới thiệu mọi người nè. Ai ok, mày đừng có ai 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 qua đây coi, ai mày cứ lấy lại, đi qua đây không qua đây, qua đây mày nó nghe chơi nè. Qua đây chơi kẹo, em xin giới thiệu với tất cả mọi người, chắc là mọi người mới về làm mọi người không biết, thì xin giới thiệu mọi người à, bạn này tên là Gu Bỉ TV. Nó xin hiểu Gu Bỉ đây là Mr. Dịch trưởng team Ca Mui Simi và Kai Gon, mọi người mà biết tên cho rồi mà giới thiệu lại cho có lệ á. Mọi người ơi, cho em hỏi cái, hôm nay là Dịch về làng à, mọi người có tính đi chơi đâu không? Nè, em đang ngồi chơi nè, anh em đang ngồi chơi gáp nè, nãy giờ em đang ngồi gáp cho mọi người nghe, mọi người thấy hay đúng không? Nãy giờ mọi người thấy hay đúng không? Nãy giờ sao nó nhạc nhẽo quá ba, sao nó nhạc nhẽo quá vậy? Không có hay. Đây, để chào mừng gọi là Vịt quay trở lại làm đúng không? Chị đã chuẩn bị sẵn nguyên đằng kia một cái ruộng to đùng để cho Vịt làm cu li để gọi là Vịt trồng gà rốt cho chị nhà. Đó đằng kia nhà. Trời ơi, làm cu li, trời Vịt thấy chưa? Trời ơi, tất cả rồi, từ từ còn xem có kế hoạch đi chơi đâu nhỉ? Kế hoạch à? Ha, tức là mình cũng đâu biết đâu nè. Em qua mình rủ mọi người chơi quảnh tù xì vui lắm anh. Anh không ngồi đây quảnh tù xì không? Rồi quảnh tù xì làm cái gì? Quảnh tù xì con nào ra búa kéo bao nhiều hơn thì hàng đó sẽ chịu bao ăn hả? Ừ đúng rồi, thì người thắng là sẽ được bao ăn, còn người mà thua thì sẽ phải bao người. Cái trò chơi mọi người gì đó nhạt nhẽo á. Mọi người ơi, đây để em nói mọi người nghe nè. Mấy bữa nay á, em gọi là mở dịch vụ shipper xong rồi cái em tự mở app xong rồi em tự có những cái bài giảm giá, em tự săn những cái bài giảm giá cho em săn năm cái vé để có thể đi chơi trong công viên này, người đi chơi không vui lắm. Ủa cái gì? Có là vé đi chơi công viên hả? Đúng rồi. Ai sao anh bắt nạt ai? Ôi không được bắt nạt người mới nha, à bây giờ anh ai để gọi là chào mừng Dịch trở lại. Hôm nay em sẽ rủ tất cả mọi người đi chơi công viên, em đang có sẵn mấy cái vé là đi vô công viên để chơi vui lắm. Ủa đâu có thằng làm shipper mà. Trời ơi, em làm shipper nhưng mà chị nhìn nè. Đây để em nói chị nghe nè, làm shipper chỉ là đam mê thôi, chị hiểu không? Chứ chị nhìn thử cái biệt thự bên kia đi, chị ngắm chị xây được cái biệt thự đó không? Trời ơi, chị dừng. Mày xây cho tao, mày cái nhà của mày đang là cái nhà hàng nhất ở trong cái làng này nha Gu. Tôi xin dịnh chậm tuyên bố với em vậy nha. Nha. Trời ơi, mình nổ hả mày? Ok anh em ạ. À, bây giờ mình sẽ dẫn tất cả các thành viên trong Hero Team có mặt ở đây để qua bữa công viên chơi hơi bị hấp dẫn luôn anh em. Let's go. Mọi người tới đây mà tôi cũng lần đầu thấy được cái công viên này luôn á mọi người. Tại vì có vé free mà đâu biết công viên này thấy không. Ồ, có cái map rồi anh em. Ok, và bây giờ thì mình cùng với Edo Team sẽ thử vô chơi những cái trò chơi ở trong đây nha các bạn. Mọi người ơi, vô đây mọi người ơi. Giờ đây đừng phá map. Rồi, let's go đi mọi người. Đây, đây, chọn cái map đây. Chọn cái map đây. Vô đây. Ok, 3, 2, 1, click. Rồi. Chưa rồi. Trời ơi, đây sẽ là... Ready, ok, chuẩn bị bắt đầu. Ok, chuẩn bị bắt đầu. Đây, trong đây nó sẽ có những cái tựa game ngẫu nhiên nè. Em cũng không biết là nó sẽ ra game gì, nên là anh cứ ra game gì anh chơi game đó thôi.
Ủa mày cứ là mày rủ anh đi công viên ma luôn. Đánh nhau, đánh nhau. Ôi đánh nhau, 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 không được rơi xuống nước. Trời ơi, tụi đâu đánh nhau, tôi canh tôi đánh ông dịch. Trời ơi, cay tới vậy. Trời ơi, la luôn gì. Ôi. Rồi xong, ru đi luôn rồi. Oh my god, một mình cay hắn rồi. Anh công viên gì chơi kỳ, công viên gì bắt chơi giống như kiểu tập thể dục em. Ừ, phải tập thể dục cho anh, trời chơi nó phải tập thể dục cho anh. Cái này là sao vậy? Một mình cay mà sao cay vẫn chưa thẳng vậy? Cay chạm nước đi cay, chạm nước đi cay, chạm nước đi. Rồi sao? Ê, nó chơi mất dạy nha, nó kêu không ai thắng trò này cả. Ôi kìa, ok em trời, cho em thấy vụ em. Ok, em thấy vụ đi ta. Sống sót, vừa rồi là phải sống sót. Ờ, vừa rồi là phải hết nước sống sót. Ủa, cái này là gì? Ôi, cung, bắt cung. Ủa, bắn gì vậy, bắn gì vậy, bắn gì vậy, bắn gì vậy. Xuất cho em, xuất cho em là gì? Ờ, xuất cho em là bắn. À, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Sao mọi người nè, mọi người bắn tôi. Sao mọi người nè, mọi người bắn tôi. Trời ơi. Ôi. Ê, chắc là Ru mới chơi mà Ru phải dặn bừa đâu nha. Cái ơi, sao em lại bắn xin vậy, sao em nỡ không lại. No. Đi chúc mừng để Mr. Vịt comeback vậy mà sao anh chết hoài vậy? Ơi, ơi, à bắt cầu. Cái này phải chơi như nào? Cái này phải chơi nào? Cái này bắt cầu. Ai à? Ai à? Té luôn rồi, xong luôn. Hả? Quá. Nó té luôn rồi. À! Nhảy qua luôn. Tôi. À, trời ơi, tôi đang định bắt cầu với Camui. Ui, cay thế à. Ủa? Hình như là sim được đầu tiên nè. Ủa gì vậy? Ủa là cái này là cái kiểu đâu ai bấm nút trước á mọi người. Ủa? Ủa là sao? Ủa sao cái này có cái khiên? Ủa gì em có khiên đâu? Cà mui nè. Ai à? Ủa sao gì chết vậy? Ai à? Rồi ta đi rồi đúng không? Em đi rồi, trời ơi. Sao em thấy mọi người có khiên, em không có khiên ta. Em đâu có khiên đâu, anh nói gì vậy? Cái đó. Chim còn có miếng máu à, mọi người bắn CP, chim còn miếng máu à. Đó. Đây, để em đánh chim. Chim còn miếng máu thôi, chim còn miếng máu thôi. Ôi, bắn gì cũng hụt nữa cay. CP ơi. Cay ơi. Yes, ôi chưa hả? Cái gì cay cho bắn hụt quay vậy? Ủa kỳ vậy, cho bắn hụt quay vậy? Thôi lại đánh. Ô đánh luôn rồi, cay đánh luôn. Chơi đánh tay luôn. Ui, ui, cái với Camui đang cắn lắm, cái với Camui đang cắn lắm, cái với Camui đang cắn lắm. Bà vui bà con khiên à? Không, không có, chứ bà, ủa sao nãy em thấy có khiên ta? Hồi nãy em là nhìn thấy có khiên anh à. Làm gì có. Gì có anh. Căng quá vậy. Trời ơi, cái ơi, cho em để Camui thắng. Hay quá, không ai nhìn thấy ai cả, hay quá, hợp lý luôn à. Ồ, bắt cô. Cái gì? Bắt cô mọi người ơi, cố lên. Ây da, vậy thôi nè. Ê, cái trò bắt cô này thì ai chơi lại rồi? Em bắt cô có giỏi đâu, em té rồi nè, thấy chưa? Sao không có gì vui, chúng ta không nên xạo, ok? Mình đang ở vị trí đầu nè, trời mọi người cứ không tin mình nha. Ok. Trời ơi, bốn lóc sao nhảy được vậy? Hình như là tính theo tốt chị ạ. À? Ủa em đụng vô cái cục màu vàng rồi mà, ủa sao em ở đây với chị? Ủa cái gì vậy? Ngảo màu quá vậy, sao ảo màu quá vậy? Bạn ơi, mọi người cố chạm vào cục màu đi. Tại sao kia thấy mốt cái ba đôi thầy vậy? Không, ở đây em rồi mà. Đây nhưng mà chỗ này nhảy sao? Chỗ này nhảy sao? Mui được hưởng ké ở gần em nên là nó tính là Mui thắng luôn. Trời ơi. Ôi. Ôi. Cái gì đấy? Nhảy. Không phải nhảy không? Đây là bia. Ủa là sao? Tôi đã bắt tôi giật lao. Ôi cái này khó lắm á, cái này khó lắm. Đây, nobody. Ôi hồi nãy chưa biết thế lại, nó chưa biết thế lại rồi, bị lú anh em mà bị bỡ ngỡ quá.
Mình là sao? Chạm vòng nãy. Dịch còn được đi không? Dịch còn được đi không? Hình như là không được đi rồi, hết rồi. Không được rồi. Dịch hết rồi đi rồi. Dịch ta dịch đi lên rồi. Úi, đứng vào góc đi, úp mặt vào tường đi. Nó càng ngày nó càng căng thẳng đó mọi người, Trời, đu niệm rồi. Ủa vậy đi vậy hả? Dạ đi rồi đó. Em không được chạm vào lâu, em phải chạm. Đu niệm luôn dịch rồi. Có heo tim mọi người nhìn cái mũi trên đầu kìa. Không. Ủa vậy mà à không, màu đỏ là chết rồi, trời ơi, nhầm. Trời chứ em để sao không lấy là đâu cho vào vậy? Ai biết đâu, nè chuẩn bị tới chị nè, nó random vậy, nó random theo vòng đó. Mỗi vòng nó sẽ random từng người đúng không? Rồi ok, ca môi nè. Nói đẹp chưa? Đẹp ghê vậy? Cẩn thận quá. Nhìn bắt đầu thấy căng rồi mọi người, căng rồi, thấy một đường thẳng rồi đó. Ủa sao nãy giờ cay chưa đi? Ok. Bạn ăn đúng mà. Hên quá. Rồi tới cây rồi. Ui căng rồi đó. Dạ căng rồi đó. Ui ôi sức quá. Căng cái gì vậy? Căng cái gì vậy? Mới nào tu được. Xong mua điểm rồi. Mua điểm rồi. Còn em nhanh hơn hết rồi. Ngu quá à. Yes. Ghê. Tới cây. Ok. Liếm đi cây. Trời ơi, liệm rồi. Chưa. Liệm rồi. Ôi, cái niệm ơi. Ủa gì vậy? Rô lên được 8 điểm rồi kìa. Hay quá. À, đây rồi. Đây, mình sẽ chọn hình phạt cho mọi người. Mình sẽ chọn hình phạt Tinty. Hello. Chị em ơi, em không làm vậy đâu à. Em đâu có làm gì đâu. Em đâu có làm gì đâu. Hay quá. Tinty cho luôn. Oh my god. Rồi đó, sau một vé mà mọi người hiểu hết lại chơi rồi đúng không? Rồi còn cái mũi tên cắm ngay mông em nữa nè, cái đầu xanh. Ok, bấm nút nè, vô. Rồi ok, thêm ván nữa. Còn căng anh em. Bây giờ mọi người biết cách chơi rồi, đã bắt đầu căng dần rồi đó anh em. Hồi nãy chưa biết cách chơi thôi. Ui. Gì vậy? May. Em đầu tiên vào luôn. Wow, sai. Lại là Ender ném á. Ô, cái mây này đâu nào vậy? Đâu mây đâu vậy? Bên kia kìa. Ném đi chim ơi, ném đi chim. Thôi, mua niệm luôn rồi. Niệm rồi. Niệm luôn. Niệm rồi, nobody won, ui rồi ơi. Trời ơi, khó lắm luôn ấy. Bày. Chết đâu, chị em ơi. Mày đừng chạy đừng đánh nhau. Đánh chị em đi. Ai. Ôi, bà tử. Bà lâu, đúng rồi. Rồi, hết rồi. Bây giờ mọi người muốn solo 1-1 hay là muốn là nhào vô hỗn chiến? Nhào vô đây. Dịch đây. Mình đánh luôn dịch đây. What? Ôi, what the fuck? Ok. Cút. Sao mọi người đánh em? Cút. Rồi, xong em liệm rồi. Ôi con đi mà bằng thắng à. Cày đấy à. Ui, bắt con.
Ui, bắt ui. Quay bắt cung à. Ủa khoan, cái đoạn kia sao nhảy lên vậy? Từ từ, em nhìn cái đoạn nào. À ok, hiểu rồi, trời ơi. Hay quá anh em ơi, đứng game rồi anh em ơi, hay quá. Hay quá. Ui, hay quá, ok đón rồi, trời chơi luôn rồi anh em. Ủa sao em mình thấy mọi người đây, đây. Sao mình thấy mọi người cầm rìa, mọi người bắt cua chiến vậy mọi người? Ai ơi, chứ cua chung vậy, trời ơi. Sao toàn cứ té rồi. Dành okay. Ai đánh này à, cái chỗ cầu thang nó dậy đi. Có đứng đầu à. Mình lên đi. Ok, okay. Yes. Mình tỏ lại. Đứng dậy lên. Dậy lên. Bye bye, em lên rồi. Yes. Lê. Ủa, bao nhiêu phút vậy? Bao nhiêu giây vậy? Không giới hạn nha. À, có giới hạn nhưng mà. À, không, có giới hạn. Để tụi em đứng đó luôn á. Để tụi em đứng đó. Mình không thích bắt cua á mọi người. Mình ghét cái chập đấy. Ôi mày ơi, tại sao anh, tại sao lại ghét rồi? Trong khi để như anh chơi vẫn vui mà. Ui vậy? Ê, từ từ, không để có giật giết, chạy. Máp này là phải sống, nó sẽ thả quái vật vào và mọi người phải chạy, hiểu không? Đó là cái máp này nó sẽ giới hạn thời gian nha. Nhìn lại có đồ, có giáp, cái thứ vậy? Ai biết đâu, anh nhìn thấy ai cũng có giáp nè. Tôi nhìn thấy ai cũng có giáp luôn á. Đâu, có đâu. Chỉ có bó tao, chỉ có bó là rô. Chỉ có cài và cắp mũi làm gì có giáp đâu. Ok, chạy ủa sao ai à, chị em đứng đây nó vui vẻ chứ hả? Vui á. Nó gọi đến rồi đúng rồi á. Rồi xong tạm biệt rồi, xong rồi tạm biệt nobody won. Trời ơi, 25 giây mình ré thì một chút nữa là mình sống rồi anh em. Oh my god, cay thế. Vì anh dùng xong cuối cùng mà không cho thắng mất dạy. ơi Cào thôi. Cào Minh Trang. Còn này thích hợp cho những cái ông gọi là clip chuột nhanh với cả là ấy nè. Trời ơi, chuột mình chạy chậm lắm mọi người. À, mình không có giỏi cho đây. Ủa gì vậy? Yes, yes. Vậy thật. Trời ơi. Một phát rồi 3 điểm rồi, chơi mình đi. Ok, đi cũng có chẳng em đua. Chuột bình thường không thích giờ này. Oh shit. À, biết rồi. Oh shit. Ok, các bạn. Ủa cái này có đánh đi đâu mọi người? Không biết, không biết. No! Vịt à! Liếm luôn. Không có vậy. Ôi ôi. Ủa Sim ơi, sao lại đi lùi làm chi? À Sim tụi em. Tại sao Sim lại đi lùi làm chi? Cái chỗ em không nhảy mà cái bọn tuyến nó nhảy lắm mọi người. Mọi người vào để làm cảnh cho Rô chơi đúng không? Có đâu, em ngủ mọi người chơi vui mà. Vui. Em mày lấy rồi quay vui không? One hit. Một tim. Ôi. Ai? Rốt sao mà lấy vậy? Ai da, cài lại đây ơi. Ai da, cài lại đây ơi. Hỏi cho em đưa tài. Oh my god. Rồi vô đây rồi, còn mui với Sim ơi. Em xin lỗi mọi người nhưng bị một điểm. Ôi em ngu cái trò này, em ghét cái trò này. Wow, kill everyone. Oh my god. Ây da, Vin ơi. Thôi Vin, Vin ơi, anh Vin đẹp trai. Này thì anh Vin đẹp trai. Này thì anh Vin đẹp trai. Vừa mới khen người ta đẹp trai xong cái này anh Vin đẹp trai. Chơi cho đồng nghề, chơi bất tạc. Hiểu không? Đúng rồi, chị cho mình đi đầu tiên mà, em nói gì vậy? Chưa, dịch. Đó,
rồi. Dịch chưa đi, dịch chưa đi. Dịch còn sống nè, chị lấy đi tìm dịch đi, dịch đi tìm dịch đi. Dịch còn sống, dịch còn sống, dịch còn sống. Ôi trời, dịch với chân chị à. Ông đó mà chị đẩy luôn á. Ủa không mà, chị tưởng mình đi rồi mà. Ủa chị có đi, ông đứng đó dưới chị đẩy giờ mà. Mà nói gì vậy? Ủa sao chị không nói gì vậy? Chị cho anh ra đi mọi người. Anh ra gì á kìa, người ta phải phòng thủ chứ, người ta còn mới hai máu. Không nói gì thì chỉ có thể là anh gian thôi. Một nhiên à, người ta đấy là chiến thuật ẩn thân. Ok. Hết rồi. Đô thắng rồi, đô thắng rồi. Go away này, go away này. Chơi mình đi đâu, không ai chơi cùng đâu. Ôi, 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 ôi. Không, 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 không được chết, không được chết, không được chết. Tại vì nhảy xuống dưới vậy. Rất the bottom. Ủa là sao? Không biết nó nút ở đâu, không biết đó. Ôi. À, phải nhảy xuống từ từ. Ai phải nhảy xuống từ từ. À phải nhảy xuống cuối, không cần chậm mà cái nút nhảy xuống cuối cùng luôn là thắng. Yeah. Yeah. Mọi người sao cái cái body em nhìn kỳ vậy. Ôi. Ôi, họ đi em chung luôn này. Chết rồi trai ơi. Ôi chết đâu không nghe nha. Chết rồi. Coi chừng gì đây, coi chừng gì đây. Mình sẽ phục thủ. Ván này mình sẽ chơi hay hơn ván trước. Ván trước nhảy, ván trước nhảy đúng hồng tâm thì tự nhiên. Ôi kìa. Cái chứ em đúng kiểu anh làm gì vậy? Em canh đúng hồng tâm anh nhảy luôn là ngoại rồi. Được, mấy trận đầu dễ. Hồng tâm ơi. Hồng tâm. Mày có tiền, không có tiền. Mà cả hồng tâm mà nhảy đi. Hồng tâm kìa. Hồng chứ. Rồi tới gài. Oh my god. Yes. Ok, được rồi. Okay. Ôi bây giờ cái gì coi nhìn nhảy như thế nào đâu. Để nó lắp dây máy thì chạy tim kìa. Ôi ơi. Con nghẽ trái tim luôn. Đây là em. Ôi giời, em có tim hả? Nè trái tim nè. Trời ơi, trái tim béo rồi. Thì bây giờ nó béo rồi thì biết sao vậy anh. Khổ lắm. Ôi. Đó, hình trái tim rồi kìa, Ủa, luôn nãy giờ chưa đi đúng không? Em đi rồi, mới đi đó. Chọn cái lỗ đi luôn, chọn cái lỗ luôn. Em cái lỗ quá kìa. Không. Chọn cái lỗ đi. Hay quá. Bây giờ cái nhiệm vụ của mình là mình phải chặn hết tất cả các đường lại để chỉ chừa lại mấy cái lỗ để cho mọi người có cơ hội, mọi người sẽ gọi là... Thể hiện những kỹ năng. Đúng vậy, mình sẽ cho mọi người thể hiện kỹ năng. Ok rồi, chọc lỗ tiếp cây. Không đi đi sao? Chọc lỗ sao cái niệm luôn. Ok, tới luôn. Rồi đu niệm luôn. Rồi niệm luôn. Nè, ôi, Bạn ơi, còn anh xem với dịch. Ok. Cố lên dịch ơi. Không đơn giản mấy cái game này anh chơi chơi cho hoài dịch. Dịch quyết định lựa chọn phương án an toàn anh em mà. Ừ, mình cũng chọn như dịch anh em. Chứ không ai biết gì đâu anh. Đúng vậy, mình sẽ lựa chọn phương án an toàn. Đâu chọc lỗ chứ cay. Ôi. Ủa gì vậy? Này. Bây giờ sẽ là cuộc thi chọc lỗ với dịch và Simmy. Quá sao? Chọc lỗ. Luôn. Tới dịch nè. Ok, qua đó body. Body. Càng tại cái thiên tài chọc lỗ. Nào Sim niệm luôn. Thôi mà mình đi nha. Dạ. Anh ấy chơi trò mấy cái này, anh chơi nên chơi một mình là được rồi. Rồi em chơi một mình nhà bạn em mới thắng, em mới làm mà okay, chơi này em thắng nhưng mà nói chung là ông rồi. Rồi sao được 5 điểm mà vẫn để nó quyết định chơi được. Cái gì rồi? Chạy đi kìa. Cái gì ơi? Mày chạy đi. Oh my god. Ok các bạn gà, và ngày hôm nay mình đã dẫn mọi người đi chơi công viên để là chào đón dịch cho về làng giống như chào đón dịch sau để nào thì nổ vịt này xong rồi tiếp theo thả zombie vào vịt này đó, chào đón quá. Rồi ok đây mình đã chuẩn bị video đây cũng là bắt đầu video này được, đây là bài xem mình vừa bài cho nên chúng ta bây giờ các bạn trên bờ vai nhau mỗi ngày hay hơn thật xa về tương lai kia.